Bây giờ là à, thôi ạ. Bây giờ là 8 giờ. Bạn Huế. Yeah. Và bây giờ sẽ đi bộ tại vì mình quá no. Bây giờ sẽ đi chơi đi dạo cho biết thế nào là Huế. Và bây giờ mình đang ở bến Tòa Khâm. Chị đi lên trên đi đi dọc dọc thì người ta mời em về chứ. Bến Tòa Khâm thì có rất nhiều thuyền, ai mà muốn đi thì 100.000 nhá. 2.000 một người. Let's go, đi thôi. Có vẻ vui nhỉ. Giờ mình sẽ đi ra phố đi bộ Hồ Tây, đi uống nước ngọt. Let's go. Một chân tay đúng không ạ?
cho em 6 cái nha, đừng lên cái nha. Thì các em có biết là thủ lệnh của cô là gì không ạ? Ai biết nào? Ai biết ở trong đây? Ai biết? Ai biết không? Ai biết khẩu hiệu của chương trình là gì không ạ? Rồi, các bạn có nhớ khẩu hiệu mà chúng ta đã vừa hô với nhau thì ngày hôm nay không nhỉ? Ai biết thì giơ tay lên thì anh Khiêm sẽ tặng sticker nhá. Ai biết nào? Ai biết nào? Vậy bây giờ mình hôn hôn to cùng nhau nha, ok không? Rồi bây giờ thì anh Nam sẽ bắt nhịp đó để tất cả các bạn nhỏ cùng với anh Giang Kiêm idol tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hô vang thật to khẩu hiệu ngày hôm nay nhá. Các bạn ơi, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Sẵn chưa? Rồi, thiếu nhi Việt Nam, em nhận thẻ ta nâng ca chính là lại một lần nữa nào, thiếu nhi Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì nhờ tao bảo ok không? Cô xem được không? Nhưng mà bây giờ xem nó hay hơn. Vui cho mọi người cùng xem với không nha. Điếm ơi, Điếm ơi, tập cho bóng, từng bóng giống anh luôn. Em mới tập về rồi. Mới tập về rồi. Có nhà mình bay thì em cho được tập về thì em hay xem thể thao. Em học bài ra bình thường 60 phút mà tập trên 60 phút thì đó là tốt, tôi đang tập thể dục thể thao này, đây em có một cái bài tốt nha, em có muốn tiếp thì một cái thử thách đã làm rồi, ok, thử thách đơn giản thôi, chỉ là ngoài vòng tập thể hành thôi nè. Được không nha? Có ta, có anh chưa được rồi, nhờ có sự nhận chất quan. Em sẽ làm được, mọi người có tin Gia Kim làm được không? Rồi, giờ thì mình bắt đầu nha. Tay được không em? Có tay nào? Dành một lời cảm ơn đến các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh của ba ngôi trường, trường Phú Hòa, trường Thuận Thành và trường Trần Quốc Toản đã cùng đến tham dự với sự kiện ngày hôm nay. Xin chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo sẽ có thật nhiều sức khỏe. Chúc các em học sinh sẽ học tập thật tốt, thường xuyên vận động mỗi ngày và có sức khỏe để theo đuổi đam mê của mình. Và các bạn ơi, chúng ta sẽ phải hoạt động bao nhiêu phút mỗi ngày nhỉ? Bao nhiêu phút? 60 phút đúng không nào? Và bên cạnh đó chúng ta sẽ tham gia đầy đủ các bộ môn thể dục, thể thao và ăn đầy đủ các chất đúng không nào? Rồi, và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng ngồi thật ngoan tại vị trí của mình. Đừng di chuyển đi đâu hết, bởi vì chúng ta sẽ chuẩn bị, sẽ cùng nhau hòa mình vào một phần rất đặc biệt. Thế nhưng bây giờ thì chú Nam sẽ hỏi các bạn này. Bên cạnh chúng ta dành thời gian cho việc học tập thì chúng ta sẽ nên chơi những môn thể thao nào để rèn luyện sức khỏe và trí lực của mình? Bạn nào biết giơ tay nào. Bạn nào biết bên này chưa được giơ tay đúng không? Rồi, bạn nào nào? Rồi, mời con. Đá, bóng kia, cầu lông và bóng rổ. Bạn này đưa ra đáp án là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và bóng rổ. Nào, trước khi chúng ta cùng công bố kết quả thì chúng muốn mời tất cả các bạn quay trở lại hàng ghế của mình nào và ngồi thật ngoan, ổn định tại vị trí của mình. Được chưa nào? Nào, các bạn quay trở lại vị trí của mình nào. Chỉ khi nào tất cả các bạn đã ổn định lại vị trí thì chương trình của chúng ta mới tiếp tục được bắt đầu. Được chưa nào? Các bạn ở phía xa kia, các bạn mặc áo tím ơi, chúng ta quay trở lại hàng ghế của mình nào. Các cô điều phối viên, các chú điều phối viên sẽ giúp cho ban tổ chức hướng dẫn các em trở lại vị trí của mình nhá. Rồi,
Bạn bên này vừa đưa ra một cái đáp án rất chính xác này. Các cô điều phối viên tặng cho bạn ấy sticker nhé. Rồi, bạn nào có đáp án nào? Tiếp theo nào, chúng ta sẽ chơi những môn thể thao nào này? Vừa nãy là các bạn là nam rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bên này. Chúng ta đã mang được hết số bóng. Và bên này cũng hết số bóng, quá tuyệt vời. Hãy dành một tràng vỗ tay cho cả hai đôi của chúng ta. Trên tay sẽ là những vật dụng để chúng ta đổi lấy những món quà đặc biệt mà các cô chú trong ban tổ chức đã chuẩn bị ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn sẽ cùng tham gia tự do vui chơi tại các gian hàng. Xin mời. Ban tổ chức xin được mời tất cả các thành viên tham gia biểu diễn của ba trường ngày hôm nay. Ra các khu vực gian hàng trò chơi để ra chơi các trò chơi và nhận sticker để đổi quà. Không ký ra nên là các con không đứng ở đây để chơi nhá. Ban tổ chức xin kính đề nghị tất cả các bạn phụ học sinh của trường tiểu học Trần Quốc Toàn, tiểu học Phú Hòa, tiểu học Thuận Thành nhanh chóng di chuyển ra khu vực gian hàng trò chơi để chơi các trò chơi và nhận sự tích đổi quà. Nhanh chân di chuyển, bạn nào không di chuyển không được nhận quà. Ban tổ chức còn chưa phát quà đấy, các bạn bạn nào đứng ở đây thì không được nhận quà. Mời lên bảy vị trí thì sẽ chụp được nhiều hình đẹp nhá. Các bạn nhỏ tham gia chụp hình ơi, cô lưu ý này, sau khi chụp hình xong tôi đề nghị tất cả các bạn đứng lên và di chuyển luôn lên lối ra phía trước. Không bạn nào được đứng lại, ôm anh Thi, ôm anh Thiên, các bạn nhớ chưa? Nếu các bạn không thực hiện đúng cam kết với cô thì cô sẽ mời các bạn xuống và không được chụp hình nữa. Các bạn nhớ lời cô dặn chưa nào? Trần Quốc Toàn cho các học sinh trong đội biểu diễn nhà trường cùng lên sân khấu chụp hình với thần tượng ạ. Xin nhắc lại, ban tổ chức xin mời cô diễn của trường Trần Quốc Toàn đưa học sinh trong đội biểu diễn của mình lên sân khấu để chụp hình cùng thần tượng ạ. Ban tổ chức xin mời tất cả các bạn nhỏ thuộc đội biểu diễn của trường Trần Quốc Toàn mời các con di chuyển nhanh chóng lên sân khấu để chụp hình với thần tượng. Bạn nào chúc mừng biểu diễn vật trần trần ước quả nhờ? Chúng ta nhanh chân di chuyển đến khu vực sân khấu nào. Thank you.
Ờ chị về đây. Fan nhiều thế. Về khách sạn là gì? Hay đi ăn? Chim ra 47 không chứ? Đúng ta? Đúng mà. Em biết đâu. Ủa? Nhà con nhớ mà. Bao nhiêu vậy? Chứ hả? Okay. Buổi sáng mà từ 6:30 mà tới 9 giờ ấy, là có quán đấy là gia truyền ngon lắm. Giờ thì hết rồi. Có quán đấy là ngon nhất. Anh biết quán nào? Mấy quán. Hello tất cả các bạn, mình mới chuyển xong. Bây giờ mình cảm thấy không có nhiều chỗ bình dân. Vui. Hắn nổi nhưng mà.